mắt người mẹ, không có gì tuyệt vời hơn khi thấy con cái mình khỏe mạnh và vui chơi. Do đó, cô gái Hà Lan được chế biến từ sữa bò nguyên chất, tăng thêm nhiều chất kem, vitamin và chất khoáng dành cho những đứa con mình thương yêu nhất. Cô gái Hà Lan, nguồn dinh dưỡng quý giá.